Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình Lead and Earn, ăn chia tổng giải thưởng là 300 token Avax nè. Thì từ sàn Bitmax các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, đăng ký một cái tài khoản trên sàn Bitmax và KIC và chơi một lệnh Avax và USDT bất kỳ các bạn, một lệnh nhỏ thôi các bạn. Sau khi các bạn chơi xong thì các bạn click vào phần link form này các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi sau các bạn. Bạn mở link form ra nè. Rồi, dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào. Chương trình này Lead and Earn ngày nó diễn ra từ ngày 29 tháng 7 và kết thúc vào ngày 10 tháng 8 các bạn. Rồi, thì đáp án mình có để dưới phần link mô tả cho các bạn nè. Đâu tờ đây em đó. Các bạn nhấp vào một phần đáp án nè các bạn. Xong đầu là đi của Senchai Z. Rồi. Các bạn dựa theo đáp án đó các bạn. Câu số 2 là Eco Fantasy. Brinley nè. Brinley Fast Eco. Eco hai câu các bạn. Câu số 3 là các bạn Avaxi UDT ETH và BTC. Thì các bạn dựa vào các bạn. Tập cần Avax nó cho chạy qua là UDT nè. ETH và BTC nè. Câu số 4 thì các bạn dựa theo các bạn trả lời các bạn. Sau khi các bạn trả lời xong thì các bạn bấm gỡ nè. Đêm qua mình chạy các bạn. Các bạn qua sàn Bitmax nè. Có nhiều bạn chưa hiểu về trên sàn Bitmax thì các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn Bitmax. Cả xe xong xuôi thì các bạn, đối với những người nào chưa có tập cần Avax thì các bạn bấm vào mục nạp nè các bạn. Các bạn nạp vào USDT hoặc là USDT hoặc là TD chỉ đó các bạn. Địa chỉ các bạn nạp vào địa chỉ này USDT các bạn. Sau khi các bạn nạp vào xong thì bạn qua chay thôi các bạn. Ơi. Avax. Thì đó như người nào đã có USDT thì các bạn mua vào token Avax các bạn bấm mua vào nè, các bạn chọn số lượng nè, chọn giá nè, chọn số lượng nè. Khoảng trăm vậy đó. Rồi sau khi các bạn mua vào cái đồng Avax xong, các bạn có cái đồng Avax xong thì các bạn bán ra nha các bạn. Để mình vào lại. Token Avax này các bạn không cần chơi nhiều đâu bạn, 12 đô cho một token này. Các bạn chỉ cần chơi 0.5 là được các bạn, khoảng 56 đô hoặc là 0.4, 0.3 cũng được. Mình đã có Avax, mình chơi qua UDT này, mình bán ra này. Mình bán giá 1629 đi, bán mặt 100 luôn. Mình bán ra ngay các bạn, chờ nó xác nhận lệnh chút xíu các bạn. Ok, sau khi cấp lệnh thì các bạn sẽ về là UDT nè. Rồi mình trả lời câu hỏi tiếp nha các bạn. Mà tiếp câu số 4 là mấy ta? Thì chương trình này góp này bắt đầu từ ngày 29 tháng 7 và kết thúc vào ngày 10 tháng 8. Chương trình này 9 tháng 7. Câu C 29 tháng 7. Câu số 5 là mấy ta? App để book nè. Câu số 6 là bot nè. Câu số 7 là set nè. Ồ. Câu số 5 chứ. App để book. Cho chính xác các bạn ơi, để bot set. Sao là bot nè. Câu số 7 là set nè. Em ta đúng rồi. Chị câu số 10 x mạng Avax này chạy trên 3 chan bằng x chan, b chan và c chan các bạn. Chạy trên 3 chan x chan và b chan và c chan nè.
XBC. Đúng rồi, Latchi. Một tục càng bắt chạy 3 gen kìa. Câu 11 là Lát. Lát nè. Câu 12 là Chi nè. Xem ta có chính xác các bạn ơi. Rồi các bạn kiểm tra lại một lần nữa từ câu hỏi đến account của mình nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm gỡ nè các bạn. Sau này tôi cần nó sẽ phân phối về ăn chia về sàn Bitmax cho các bạn ra. Nếu mà các bạn nhận được một tôi cần thì mười mấy đô được các bạn, 0.5 thì 6 đô. Vậy video mình đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.